dây xích. Cốt nhóm ra đi kìa. Cái lên luôn á. Góc cành là mình bắt đó ha. Góc cành là mình bắt con vịt cái này nè. Tao bắt cái hầm nước là nó ra đằng sau đáy hết á. Trời nó lúc ở dưới hả? Cái hầm nước hả? Hầm bên kia kêu bữa cái này bên kia thì là đi. Dài các bạn.
quyết liệt luôn các bạn, không chịu nổi luôn các bạn. Giờ nếu mà bơm hết nước đó thì cái đê này có thể vỡ, tại vì áp lực nước ở bên ngoài khá là mạnh. Giờ chỉ bơm để cho nó cạn cạn như để mấy anh thợ lặn dễ xử lý thôi các bạn. Ngập
lên, nó nước giật cỡ lên đó. Mình nhìn xe cốt các bạn đang nó đang nổi lên mặt nước từ từ nha. Tiếp tục nổi lên mặt nước nha các bạn. Quá trời, cảnh giới cứu này quá hấp dẫn các bạn ơi. Chiếc xe Sumi ở trên bờ để kéo vô nha các bạn.
phải rửa nha, rồi đánh nó ra bơi chứ mà bớt nó nổi lên. Còn luôn á. Ờ, tao biết. Là cái ống xanh là mình bắt đó ha. Cái ống xanh là tao bắt con vách cái đế này nè. Sao không bắt cái hầm bự? Cái hầm nước là nó đằng sau lái hết á. Giờ nó lúc ở dưới hả? Cái hầm nước hả? Ờ, nằm bên kia kêu ông sửa cái lem cái ghe kia là đi thúc. Đây chơi mấy bơm mới luôn. Mấy mới vô bơm cho nhanh nè. Ông chơi nhát rồi sẵn luôn chưa? Chơi nhát nhà sẵn chưa? Thầm với mình thầm. Rồi bắt đầu bơm nước ở trong cái hầm ở phía sau ga các bạn. Đây là lần bơm cuối cùng để cho chúng ta bơm lên. Giải cứu tới giờ này cũng còn khá là hấp dẫn nha các bạn. Đầu bơm nước cái hầm sau ra thì chiếc xe cuốc có thể giật lên tiếp các bạn. Đang kéo lên từ từ luôn các bạn. Lên ngoài ra. Kéo lên từ từ, nó nổi lên từ từ. Đó, bắt đầu gạch nha các bạn, gạch để cho cái lái nó nổi lên từ từ nha. Tại vẫn đang bền đi.
cốt vẫn tiếp tục qua chặn hầm di tích từ từ.
mình lớn đây. Rồi lên bờ luôn rồi.
lên chưa? Vậy là chưa lên nữa đó hả? Lên thì các bạn ơi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng chúc mừng cho đội trục vớt của chú Bảy và của ông Mạnh ở bên Sa Đéc hỗ trợ nhau để cứu chiếc xe cứu lên nha. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cảnh trục vớt chiếc xe cứu.